lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của 12 con giáp, ai may mắn, ai xui xẻo. Vận trình tử vi tháng 4 âm lịch của 12 con giáp sẽ có những biến chuyển ra sao, hùng cát thế nào, liệu may mắn hay xui xẻo sẽ tìm đến? Hãy cùng lịch ngày tốt khám phá ngay sau đây. Đầu tiên, lịch ngày tốt mời quý anh chị và các bạn tham khảo thông tin tổng quan trong tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 cụ thể như sau. Tháng 4 âm lịch năm 2023 là tháng Đinh Tỵ, thiên can Đinh Hòa, địa chỉ Tỵ Hòa, với đặc trưng là hỏa khí vượng, năng lượng bùng nổ. Tháng Đinh Tỵ sẽ bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 năm 2023 dương lịch và kết thúc vào ngày 17 tháng 6 năm 2023 dương lịch. Tiếp ngay sau đây, Linh Nhân Tốt mời quý anh chị và các bạn theo dõi chi tiết tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi cụ thể như sau. Đầu tiên sẽ là tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tý. Tháng mới này, con giáp tuổi Tý có nhiều bất lợi, bản mệnh nên tránh lên kế hoạch cho những cuộc gặp gỡ hay thỏa thuận quan trọng. Về sự nghiệp, tâm lý của Tý không ổn định và điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều tới công việc. Cơ hội phát triển bản thân của bạn không nhiều, bạn chỉ cần hạn chế bớt sai sót đã là tốt lắm rồi. Tình hình tài chính của con giáp này trong tháng cũng gặp khá nhiều khó khăn. Hãy kiên nhẫn về thời gian này nên tập trung vào các giải pháp an toàn và hạn chế việc mất tiền. Về mặt tình cảm thì các mối quan hệ của con giáp này dễ có xung đột căng thẳng vì bản mệnh có xu hướng biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Chính điều này khiến cho tình cảm có dấu hiệu đi xuống. Ngoài ra, do không biết chăm sóc bản thân đúng cách nên con giáp này cũng sẽ dễ gặp các vấn đề liên quan đến sức khỏe trong thời gian này. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tý trong tháng 4 âm lịch năm 2023. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hòa, cẩn thận những rắc rối bất ngờ có thể xảy ra, cho nên tin theo lời nịnh nọt. Quý nhân, Mão, Dậu, tiểu nhân, Mùi, Dậu, màu sắc may mắn, cam, hồng. Tuổi Canh Tý, Thổ, tránh việc cho vay mượn, cơ hội nhận lại tiền không cao. Quý nhân, Thân, Hợi, tiểu nhân, Tỵ, Mão, màu sắc may mắn, đen, trắng. Tuổi Nhâm Tý, Mộc, hành động nào cũng cần phải cân nhắc nên có kế hoạch từ sớm. Quý nhân, Thân, Sửu, tiểu nhân, Thìn, Sửu, màu sắc may mắn, nâu, đen. Tuổi Giáp Tý, Kim, bạn cảm nhận được sự ấm áp từ sự quan tâm và chăm sóc của người ấy. Quý nhân, Mùi, Mão, tiểu nhân, Tuất, Thìn, màu sắc may mắn, xanh lá, trắng. Tuổi Bính Tý, Thủy, nên tập trung vào chi tiết, tránh sự hời hợt. Quý nhân, Tỵ, Mùi, tiểu nhân, Sửu, Hợi, màu sắc may mắn, hồng, trắng. Tiếp ngay sau đây, Linh Nhân Tốt mời quý anh chị và các bạn tham khảo tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Sửu cụ thể như sau. Thực thân xuất hiện trong tháng này cho thấy người tuổi Sửu có được nhiều may mắn, thậm chí là có cơ hội thu hút vận may trong tháng này. Bạn có thể để lại ấn tượng cho mọi người xung quanh về năng lực của mình, tuy nhiên bạn cũng nên đẩy nhanh tốc độ hơn, có thể bị quá cẩn thận nên bạn đang làm chậm lại tiến trình của mọi việc. Tốt hơn hết, bạn nên tối ưu thời gian của mình để gia tăng tính hiệu quả. Tài lộc trong tháng mới đã tốt hơn trước rất nhiều, thế nhưng trong kinh doanh, bản mệnh cũng cần tỏ ra chừng mực khi đưa ra quyết định. Đây không phải là lúc để bạn có thể mạo hiểm. Vận trình tình cảm cũng tăng tiến một cách rõ rệt. Hứa hẹn đây sẽ là tháng chan chê hy vọng cho bản mệnh, vì thế hãy chủ động hơn trong các mối quan hệ. Về phương diện sức khỏe, con giáp này nên chăm sóc giấc ngủ của mình vì chúng rất quan trọng. Bạn nên tránh việc thức khuya sẽ khiến cho cơ thể mệt mỏi. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Sửu trong tháng 4 âm lịch năm 2023. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hòa, vận trình tùy hành thông nhưng vẫn phải thận trọng nếu không sẽ gặp phải những rắc rối không đáng có. Quý nhân, Tỵ, Dậu, tiểu nhân, Mùi, Ngọ, màu sắc may mắn, vàng, đỏ. Tuổi Tân Sửu, Thổ, nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân trong tháng này. Quý nhân, Hợi, Tý, tiểu nhân, Mùi, Tuất, màu sắc may mắn, đen, trắng. Tuổi Quý Sửu, Mộc, đa hoa nở rộ, đường tình duyên đã tươi đẹp hơn trước. Quý nhân, Tý, Tỵ, tiểu nhân, Tuất, Ngọ, màu sắc may mắn, hồng, tím. Tuổi Ất Sửu, Kim, việc đang làm rất thuận lợi, chưa vội để thay đổi lúc này. Quý nhân, Mão, Hợi, tiểu nhân, Dần, Thân, màu sắc may mắn, xanh lá, đỏ. Tuổi Đinh Sửu,
Thủy, cần chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần hơn, tránh tự tạo áp lực cho mình. Quý nhân, Tý, Sửu, tiểu nhân, Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Dần. Tháng này, ngũ hành tương sinh sẽ giúp cho tuổi Dần có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Tuy nhiên, bạn mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng xuống trầm một cách khó lường. Về sự nghiệp, bạn mệnh thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng. Về khía cạnh tài lộc, bản mệnh nên cẩn thận hơn, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều. Vào thời điểm như thế này thì tốt nhất hãy cứ nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng. Vận trình tình cảm cũng khá hành thông thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới. Tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ càng. Những cặp đôi cũng có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình. Về mặt sức khỏe, còn giáp này hãy vận động thường xuyên để có thể phát triển cơ thể, cải thiện sức khỏe nhiều hơn nữa. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dần trong tháng 4 âm lịch năm 2023. Tuổi Canh Dần, Mộc, bạn dễ gặp rắc rối vì sự chủ quan của mình, đừng xem thường bất cứ ai hay là bất cứ chuyện gì. Quý nhân, Ngọ, Tuất, tiểu nhân, Thân, Tỵ, màu sắc may mắn, trắng, nâu. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, cần phải tỉnh táo hơn trong các quyết định quan trọng. Quý nhân, Thân, Mão, tiểu nhân, Tỵ, Hợi, màu sắc may mắn, đỏ, đen. Tuổi Giáp Dần, Thủy, làm việc có kế hoạch giúp bạn thoát được những rắc rối trước đây. Quý nhân, Thìn, Ngọ, tiểu nhân, Thân, Hợi, màu sắc may mắn, tím, hồng. Tử vi tuổi Bình Dần, Hòa, điều bạn mong chờ nhiều sẽ càng thất vọng, thậm chí có người còn cố tình lừa dối bạn. Quý nhân, Thân, Tuất, tiểu nhân, Tỵ, Dậu, màu sắc may mắn, đen, vàng. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, hãy thận trọng với những ai muốn lôi kéo bạn và cơ hội làm giàu nhanh. Quý nhân, Mão, Ngọ, tiểu nhân, Dần, Tỵ, màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Tiếp ngay sau đây, Linh Nguyên Tốt mời quý anh chị và các bạn tham khảo tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Mão cụ thể như sau. Trong tháng 4 âm này, con giáp tuổi Mão gây dựng được uy tín với đồng nghiệp và cấp trên nhờ vị trí khả năng tập trung vào công việc ở mức tối đa của mình. Tháng này xuất hiện những vấn đề đòi hỏi người tuổi Mão phải tốn khá nhiều công sức mà ít được người giúp đỡ, thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn có thể tạo ra được sự đột phá. Nhất là với những ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn. Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm kinh doanh có kinh doanh ổn định đều đặn nhưng lại không có doanh thu bất thường nào. Lời khuyên dành cho con giáp này là nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm, kẻo dễ vướng vào những cạm bẫy. Về phương diện tình cảm, con giáp tuổi Mão hay được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Bạn mệnh hãy nhớ rằng nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng hãy biết điều hơn. Về sức khỏe, nguyên lệnh lần bệnh cho thấy có thể bị bận rộn căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh tật. Hãy dành thời gian cho bản thân, nghỉ ngơi và thư giãn nhiều hơn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mão trong tháng 4 âm lịch năm 2023. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, đừng cố phá bỏ luật lệ mà chỉ nên phá bỏ rào cản do chúng mình tạo ra. Quý nhân, Hợi, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Thìn, màu sắc may mắn, hồng, vàng. Tuổi Quý Mão, Kim, dù hiện tại còn khó khăn ngăn trở nhưng rồi mọi việc cũng sẽ ổn thôi. Quý nhân, Dần, Tuất, tiểu nhân, Tý, Ngọ, màu sắc may mắn, đen, nâu. Tuổi Ất Mão, Thủy, cố gắng duy trì tình hình tài chính ổn định, tập trung vào tích lũy. Quý nhân, Thìn, Hợi, tiểu nhân, Dậu, Tý, màu sắc may mắn, đen, hồng. Tuổi Đình Mão, Hòa, nhân duyên khác giới vượng hơn, hứa hẹn nhiều tiến triển nhanh chóng. Quý nhân, Mùi, Tuất, tiểu nhân, Thìn, Ngọ, màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Tuổi Kỷ Mão, Thổ, nên tìm cách giải tỏa tinh thần khi gặp stress thay vì để dồn nén quá lâu. Quý nhân, Thìn, Dần, tiểu nhân, Mão, Tỵ, màu sắc may mắn, tím, đen. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Thìn. Xem tử vi tháng, tuổi Thìn suy nghĩ khá nhiều trong tháng này. Bạn mệnh thường xuyên có cảm giác không chắc chắn cả về năng lực của mình lẫn việc cư xử sao cho đúng với mọi người xung quanh.
Con giáp này chỉ muốn có không gian an toàn cho mình. Suy ở mệnh càng khiến cho bạn mệnh có xu hướng an phận, thiếu đi sự quyết tâm trong công việc. Về mặt tài lộc, khó khăn hơn trong việc kiếm tiền trong tháng này, thế nên bản mệnh cần phải quý trọng từng đồng mình làm ra. Học cách chi tiêu tiết kiệm sẽ giúp bạn có được không ít tích lũy cho tương lai. Về mặt tình cảm, thái dương các tình mang lại những mối quan hệ tốt đẹp, cải thiện cuộc sống tẻ nhạt của con giáp này. Tình cảm vợ chồng thời gian này cũng có nhiều cải thiện khi bạn đã tỏ ra trân trọng những gì mà người ấy làm cho mình. Tuy nhiên, thiên nguyệt chủ ốm đau, ảnh hưởng sức khỏe của con giáp này liên tục xuất hiện tình trạng bất thường. Bạn cần phải đi kiểm tra sớm để có thể kịp thời chữa trị. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thìn trong tháng 4 âm lịch năm 2023. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, đừng cố gắng tìm kiếm vận may trong thời gian này vì bạn chỉ nhận về sự thất vọng mà thôi. Quý nhân Tí, Dần, tiểu nhân Mùi, Dậu, màu sắc may mắn cam, trắng. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, chỉ khi thực sự hành động bạn mới thấy khó khăn tới mức nào. Quý nhân Dần, Mùi, tiểu nhân Hợi, Mão, màu sắc may mắn tím, đen. Tuổi Bình Thìn, Thổ, thận trọng hơn trong khía cạnh về tiền bạc, kiểm tra kỹ giấy tờ. Quý nhân Dậu, Hợi, tiểu nhân Tí, Mùi, màu sắc may mắn vàng, hồng. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, sự ổn định nên là điều mà bạn nên hướng tới trong tháng này. Quý nhân Mão, Ngọ, tiểu nhân Mùi, Thân, màu sắc may mắn nâu, vàng. Tuổi Canh Thìn, Kim, học cách tìm niềm vui trong các sở thích cá nhân, nếu có thể thì nên kiếm tiền từ đó. Quý nhân Hợi, Mão, tiểu nhân Mùi, Tí, màu sắc may mắn hồng, đen. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tỵ. Bước sang tháng mới, mục tiêu của người tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể bị quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới các mối quan hệ xung quanh. Con giáp này nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn sẽ phải loại bỏ những gì không phù hợp. Tài lộc trong tháng mới cũng khá tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít, nhưng chúng chỉ càng khiến cho bạn bối rối. Bản thân bạn lo lắng rằng mình có thể quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào các hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh. Ngoài ra, đào hoa cũng sẽ ghé thăm với người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Tình hình sức khỏe của con giáp này có nhiều dấu hiệu đáng lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại thì nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tỵ trong tháng 4 âm lịch năm 2023. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, hãy thực sự bắt tay vào tiến hành các kế hoạch bạn đang trì hoãn bấy lâu. Quý nhân Thìn, Hợi, tiểu nhân Mão, Mùi, màu sắc may mắn vàng, trắng. Tuổi Ất Tỵ, Hỏa, bạn luôn có cảm giác nặng nề khi việc gì cũng khó thành, tốt hơn hết là nên tạm hoãn lại mọi thứ. Quý nhân Ngọ, Hợi, tiểu nhân Dậu, Thìn, màu sắc may mắn xanh lá, hồng. Tuổi Đinh Tỵ, Thổ, trong các cuộc tranh cãi bạn đều nhận về mình phần thua thiệt, không nên nói nhiều làm gì. Quý nhân Mão, Sửu, tiểu nhân Thân, Mùi, màu sắc may mắn đỏ, đen. Tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, đời sống tình cảm suôn sẻ, ngọn lửa tình yêu được thắp sáng trở lại. Quý nhân Tuất, Thìn, tiểu nhân Hợi, Dần, màu sắc may mắn hồng, cam. Tuổi Tân Tỵ, Kim, nên thận trọng thực hiện từng bước một, nhất là nữ mệnh cần cảnh giác cao hơn trong các quyết định. Quý nhân Mùi, Thân, tiểu nhân Ngọ, Dậu, màu sắc may mắn tím, đen. Tiếp ngay sau đây, Linh Nghe Tốt mời quý anh chị và các bạn tham khảo tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Ngọ. Tháng mới này, nếu người tuổi Ngọ dám dần thân nhiều hơn, dám bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình để đón nhận cơ hội thì tháng này sẽ càng vượng vận hơn. Về sự nghiệp, mọi việc có vẻ hành thông thuận lợi khi diễn ra theo kế hoạch đã định. Tuy nhiên, tỷ kiến xuất hiện để nhắc nhở bản mệnh hãy lùi việc làm sáng tỏ những khác biệt về quan điểm sang một thời điểm khác, vì cuộc chiến có thể xảy ra trong tháng này có nguy cơ ảnh hưởng lâu dài tới mối quan hệ của hai người. Các vấn đề về tiền bạc cũng nên được giải quyết một cách cẩn trọng và kỹ lưỡng hơn. Khi bạn có thể tự do về tài chính, bạn sẽ có cơ hội giải quyết mọi công việc một cách hiệu quả nhất.
Bách Việt cũng mang tới tin vui về chuyện tình cảm mà bạn mong chờ bấy lâu. Nhiều người được thần còn may mắn thoát được cuộc sống tẻ nhạt, thoải mái trong việc tìm hiểu đối tượng mới. Sức khỏe của người tuổi Ngọ trong tháng này dù không quá xấu nhưng cũng không tốt cho lắm. Chủ yếu là do bạn xuất hiện tình trạng lao lực hoặc thậm chí là bệnh cũ tái phát bởi công việc bận rộn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Ngọ trong tháng 4 âm lịch năm 2023. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim xuất hiện tình trạng lao lực, đau dạ dày bởi công việc bận rộn nên chú ý nghỉ ngơi điều độ. Quý nhân Mão, Hợi, tiểu nhân Thìn, Tỵ, màu sắc may mắn đỏ, trắng. Tuổi Bính Ngọ, Thủy đừng quên tự thưởng cho mình những món quà nhỏ làm động lực. Quý nhân Thìn, Dậu, tiểu nhân Dần, Hợi, màu sắc may mắn nâu, trắng. Tuổi Mậu Ngọ, Hòa, bạn cần có lại sự thăng bằng cho cuộc sống trước khi nghĩ tới những điều gì quá xa xôi. Quý nhân Sửu, Dần, tiểu nhân Tỵ, Mão, màu sắc may mắn đen, đỏ. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, hướng đi mới của bạn có vẻ thuận lợi và được nhiều người ủng hộ. Quý nhân Tỵ, Dậu, tiểu nhân Dần, Thìn, màu sắc may mắn hồng, cam. Tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, bạn thông minh nhanh nhẹn, học một biết mười nhưng đừng tự kiêu. Quý nhân Dậu, Tuất, tiểu nhân Hợi, Dần, màu sắc may mắn tím, hồng. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Mùi. Tháng 4 âm lịch sẽ mở ra cho con giáp này nhiều cơ hội mới. Hãy vận dụng hết khả năng của mình để hoàn thành thật nhiều việc quan trọng. Về phương diện sự nghiệp, tháng này mọi chuyện diễn ra trôi chảy, ít trở ngại. Vì vậy, hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực thân hỗ trợ các mối quan hệ của bạn trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tả phù phò tá nên tháng mới này cũng sẽ mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này mà nhờ thế cũng sẽ được thăng tiến và có thể mua cho mình những món đồ yêu thích. Về phương diện tình cảm, đây sẽ là một tháng tốt lành cho việc cải thiện các mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống. Thái độ tích cực này dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng. Tuy nhiên, thiền cầu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này bạn cần phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được phép chủ quan. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mùi trong tháng 4 âm lịch năm 2023. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim nên thích nghi với hoàn cảnh. Quý nhân Hợi, Mão, tiểu nhân Tuất, Thân, màu sắc may mắn vàng, hồng. Tuổi Đình Mùi, Thủy hãy từ tốn trong cách nói chuyện, cách thể hiện quan điểm cá nhân. Quý nhân Ngọ, Tỵ, tiểu nhân Thìn, Tuất, màu sắc may mắn trắng, nâu. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hòa nên hạn chế tiếp xúc với người hay chê bai, chỉ trích người khác. Quý nhân Tỵ, Hợi, tiểu nhân Sửu, Ngọ, màu sắc may mắn xám, cam. Tuổi Tân Mùi, Thổ, tình cảm có chuyển biến tích cực khi quan tâm nhau nhiều hơn. Quý nhân Mão, Ngọ, tiểu nhân Tý, Thìn, màu sắc may mắn trắng, nâu. Tuổi Quý Mùi, Mộc, hãy tự tin thể hiện cá tính vốn có của mình, có thể đó là điểm mạnh của bạn. Quý nhân Mão, Tỵ, tiểu nhân Tuất, Sửu, màu sắc may mắn xanh, đỏ. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Thân. Xem tử vi tháng, mọi khía cạnh cuộc sống của con giáp tuổi Thân trở nên may mắn hơn, nhưng cũng đừng vì thế mà lãng phí những gì đang có. Hãy sống đơn giản và tiết kiệm để có được hạnh phúc lâu dài. Tường phá xuất hiện trong tháng này cho thấy tuổi Thân cần phải cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do bị tiểu nhân gây ra, gây phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian công sức. Chính tài dự báo việc làm ăn khá thuận lợi hay thông, có những người kiếm được số tiền lớn, dùng dỉnh tiền tiêu trong tháng 4 âm lịch này. Bạn cũng có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí là ảnh hưởng tới cả số tiền tiết kiệm mà bạn đang cố gắng dành dụm trong suốt thời gian qua. Về mặt tình cảm, người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn so với những tháng trước. Các cặp đôi thì căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân. Về phương diện sức khỏe, thời điểm tháng 4 âm lịch này, lục phủ ngũ tạng của bạn hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó mà ảnh hưởng tới huyết quản, tim và thận. Do đó, nên chú ý chăm sóc đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thân trong tháng 4 âm lịch năm 2023.
Từ vì tuổi Bình Thân, Hòa nên biết giữ bí mật với việc mình đang làm. Quý nhân, Hợi, Mão, Tiểu nhân, Tuất, Thân, màu sắc may mắn, nâu, vàng. Tuổi Mậu Thân, Thổ, các kế hoạch dễ rơi vào tình trạng trì trệ, tinh thần làm việc xuống thấp. Quý nhân, Ngọ, Tị, Tiểu nhân, Thìn, Tuất, màu sắc may mắn, trắng, xanh. Từ vì tuổi Canh Thân, Mộc, tiền bạc lúc được thì được khá nhiều nhưng mất thì cũng dễ trắng tay. Quý nhân, Tị, Hợi, Tiểu nhân, Sửu, Ngọ, màu sắc may mắn, xám, cam. Tuổi Nhâm Thân, Kim, gia đạo lục đục, vợ chồng hay mâu thuẫn, không khí gia đình trở nên căng thẳng. Quý nhân, Mão, Ngọ, Tiểu nhân, Tý, Thìn, màu sắc may mắn, cà phê, nâu. Từ vì tuổi Giáp Thân, Thủy, dễ bị áp lực dồn nén, ảnh hưởng tới chế độ sinh hoạt thường ngày. Quý nhân, Mão, Tị, Tiểu nhân, Tuất, Sửu, màu sắc may mắn, đen, xanh. Từ vì tháng tư âm lịch năm 2023 của người tuổi Dậu. Tháng tư âm lịch này, hầu hết các phương diện của tuổi Dậu khá suôn sẻ, nhưng về khía cạnh tiền bạc thì bản mệnh không được phép chủ quan. Nguyên lệnh trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc phải suy nghĩ nhiều. Về phương diện tài lộc, tháng mới khá vất vả nhưng bù lại việc này mang lại cho con giáp tuổi Dậu tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc là tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì cũng không nên từ chối. Về phương diện tình cảm, người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến cho ai nấy cũng phải ghen tị. Những cặp đôi thì cũng đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Tuy nhiên, Bạch Hổ Hùng Tình dự báo sẽ có nhiều điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa và thể dục thường xuyên hơn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dậu trong tháng tư âm lịch năm 2023. Từ vì tuổi Đinh Dậu, Hòa có nhiều cơ hội để khẳng định năng lực của mình trong sự nghiệp. Quý nhân, Mão, Tuất, Tiểu nhân, Dậu, Thìn, màu sắc may mắn, đỏ, hồng. Tuổi Kỷ Dậu, Thổ, tinh thần làm việc được củng cố, có những suy nghĩ tích cực hơn. Quý nhân, Mão, Tuất, Tiểu nhân, Ngọ, Thìn, màu sắc may mắn, vàng, hồng. Tuổi Tân Dậu, Mộc, thu hoạch khả quan nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Quý nhân, Hợi, Tị, Tiểu nhân, Mão, Tý, màu sắc may mắn, tím, trắng. Tuổi Quý Dậu, Kim, vận trình tình cảm hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Quý nhân, Thần, Tuất, Tiểu nhân, Mùi, Ngọ, màu sắc may mắn, tím, hồng. Tuổi Ất Dậu, Thủy, có người đang lợi dụng lòng tốt của bạn, đừng cả tin. Quý nhân, Tị, Tý, Tiểu nhân, Sửu, Thìn, màu sắc may mắn, đen, vàng. Tiếp ngay sau đây, Linh Ngân Tốt mời quý anh chị và các bạn tham khảo tử vi tháng tư âm lịch năm 2023 của người tuổi Tuất. Tháng tư âm lịch này, mọi việc của tuổi Tuất hành thông nên bạn sẽ có thời gian đi hỗ trợ nhiều người hơn. Tuy nhiên, đừng hy vọng rằng ai cũng ghi nhận công sức của bạn. Tuy nhiên, thường quan xuất hiện khiến cho bản mệnh rất dễ bị tổn thương. Bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn đang cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi. Tử vi cát tinh trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh trong tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn cũng hành thông thuận lợi, mang về rất nhiều lợi nhuận. Về phương diện tình cảm, giải thân cát tinh sẽ giúp giải ách trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần thoải mái cũng giúp bạn dễ mở lòng hơn. Về phương diện sức khỏe, bản mệnh cần phải chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến cho sức khỏe ngày càng suy yếu. Nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tuất trong tháng tư âm lịch năm 2023. Từ vì tuổi Mậu Tuất, Mộc nhận được sự tin tưởng từ các thành viên trong gia đình. Quý nhân, Dần, Mão, Tiểu nhân, Tị, Thìn, màu sắc may mắn, nâu, xanh. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, tránh nói đùa trong một số tình huống nhạy cảm. Quý nhân, Thần, Ngọ, Tiểu nhân, Sửu, Thìn, màu sắc may mắn, nâu, đỏ. Tuổi Nhâm Tuất, Thủy, không nên vội vàng hứa hẹn việc gì mà bản thân chưa làm được. Quý nhân, Hợi, Tị, Tiểu nhân, Dậu,
Dần, màu sắc may mắn, trắng, xám. Tuổi Giáp Tuất, hòa, làm việc có kế hoạch giúp bạn tối ưu được nguồn lực đang có. Quý nhân, Dậu, Mùi, tiểu nhân, Thìn, Sửu, màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ, cẩn thận với những lời ngọt ngọt từ một người lâu nay vẫn lạnh lùng với bạn. Quý nhân, Ngọ, Mão, tiểu nhân, Tỵ, Mùi, màu sắc may mắn, hồng, trắng. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Hợi. Tháng mới này, bạn mệnh khéo léo và biết ứng biến nhanh nhẹn trong những tình huống khó khăn. Như thế mà con giáp tuổi Hợi có thể biến nguy thành cơ trong thời gian ngắn. Về sự nghiệp, mọi việc lên xuống thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này, con giáp này có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến cho công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì. Về phương diện tài lộc, dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của đại hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho các đồ có giá trị lớn. Nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng. Về phương diện tình cảm, mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyên lệnh lần thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ có con hoặc là việc sinh con sẽ được thuận buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Về phương diện sức khỏe, ngũ hoàng bay về phương đông nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn, đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên mất việc quan trọng này. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Hợi trong tháng tư âm lịch năm 2023. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, tránh các trường hợp tiền mất tật mang bằng việc thận trọng và đề cao cảnh giác. Quý nhân, Thìn, Mão, tiểu nhân, Tỵ, Tuất, màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, hãy học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, dù là thành công hay là thất bại của họ. Quý nhân, Dần, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Ngọ, màu sắc may mắn, hồng, vàng. Tuổi Tân Hợi, kim, những tin vui của người thân trong gia đình tiếp thêm cho bạn năng lượng. Quý nhân, Tuất, Mùi, tiểu nhân, Sửu, Mão, màu sắc may mắn, đỏ, đen. Tuổi Quý Hợi, thủy, quá nhạy cảm, ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ của bạn. Quý nhân, Thân, Dần, tiểu nhân, Sửu, Tỵ, màu sắc may mắn, vàng, đỏ. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa, hãy cố gắng giữ bí mật những chuyện riêng tư, nói ra sẽ vô cùng bất lợi. Quý nhân, Tuất, Dậu, tiểu nhân, Ngọ, Thìn, màu sắc may mắn, cam, trắng. Trên đây là vận trình tử vi tháng tư âm lịch năm 2023 của 12 con giáp. Mời quý anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung tử vi các tháng âm lịch tiếp theo trong năm 2023 sẽ được cập nhật liên tục và sớm nhất trên kênh Linh Hệ Tốt. Lưu chúc quý anh chị và các bạn có một tháng mới hành thông thuận lợi, bình an và được nhiều may mắn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.